bài. Tôi không bao giờ quên, Vũ Linh đúng là một đứa em trọn tình, trọn nghĩa, biết kính trên nhường dưới, có tấm lòng nhân đạo ghê lắm. Vũ Linh không có sắc láo, không có cái đó, chứ không có khi người ở dưới tay mình kia nọ là không có, ở trong nghề thì không có. Tôi nhớ cái hồi đây là cũng như cái chuyện này là tôi đã kể rồi, mà tôi nhắc lại sơ sơ cho quý vị nghe. Tôi chưa nói gì đến phần Vũ Linh, là vấn đề tôi bị cháy đó, thì tôi đã nhắc rồi, tôi đã kể cho quý vị nghe rồi. Thì trong cái thời gian mà tôi bị cháy đó, người ta đồn đồn tới Vũ Linh. Lúc đó là tôi đi đoàn Hương Tràm, mà Vũ Linh thì đi đoàn nào đó ở thành phố á. Người ta đồn tới Vũ Linh, Vũ Linh mới nói là tự nhiên có một đoàn hát, một đoàn hát ở dưới tỉnh đó, là ta kêu Vũ Linh tiền rất nhiều, mà Vũ Linh lại không chịu, không chịu ký hợp đồng chúng ta, không đi đoàn đó mà lại ở lại đi đoàn thành phố. Cho nên người ta đồn tới tai Vũ Linh thì Vũ Linh nó nghĩ là chắc có lẽ là tại người ta đồn vậy đó, người ta muốn đồn vậy đó, đặng cho nó xuống như dưới này để mà đi cho người ta. Chứ tôi không phải là tôi bị tai nạn như vậy, nó nghĩ như vậy, và nó không xuống. Tới chừng những cái người mà thân với nó nhất á, người ta mới nói, người ta nói là cái đó là thật chứ không phải lời đồn đâu, thì nó mới đi. Nó xin nghỉ đâu mấy ngày gì đó, nó đi xuống. Mà ảnh đi xuống nha, ảnh mặc com lê trắng đồ nha, bông đồ kia nọ, ảnh ôm vô. Thì lúc đó trong khi đó tôi nằm ở trong cái chỗ đó, đâu có mặc quần mặc áo, cũng không có nằm niệm nằm gì được hết, nằm toàn là lá chuối non không, tự nó hỏng cháy cả người tôi rồi. Cái tới chừng ảnh vô, ảnh vô đó, cái người ta chỉ ảnh, tôi ở đó, cái ảnh vô đó, anh ôm bó bông đồng nha, lịch sự lắm. Anh vô cái ảnh thấy tôi cái mặt mày tôi vậy, cái nói trời ơi, cái ảnh la vậy, cái ảnh xỉu, bông biết gì rớt hết trơn, còn ảnh té ngay chỗ nhà thương đánh xỉu luôn, bị cái mặt tôi lúc đó cháy ghê lắm. Tôi sau đó cái tôi mới nói nó đâu có cái gì đâu, thì nó khóc quá chừng đi. Cái tôi nói con trai mà ráng tập lên, không có đụng cái gì cũng khóc, đụng cái gì cũng khóc như con gái gì không được, cái này đâu có gì đâu, thì tự chị bị tai nạn vậy thôi, đâu có gì. Trong khi đó nó xin người ta nghỉ hết mấy tháng để nó xuống dưới này nó lo cho tôi. Tôi không cho, nhưng mà nó nhất định là nó phải nghỉ mấy tháng để nó lo cho tôi. Sáng cái là nó với lại Vũ Thanh á, hai đứa đi chợ đi mua cái gì đó về nấu ăn. Đồ ăn thì làng Linh nó lựa, mà nấu làng Thanh nó nấu. Cái người ta mới vô thăm tôi, người ta mép tôi, người ta nói Diệu Hiền ơi, hai đứa em của Diệu Hiền nó đi chợ, chờ bữa nào nó cũng cãi lộn ngoài chợ hết. Tôi hỏi cãi gì cái gì, người ta nói cãi gì cái vụ mua đồ ăn. Người này, anh này thì nói mua cái này, anh Vũ Linh thì nói cái này không được, cái này chị Hiền không có ưa, đòi mua cái này, thì người kia nó không được, ăn cái này thì nó lỡ. Vậy đó mà hai người gây lộn ngoài hoài, đi chợ thì ít chứ gây thì nhiều. Cái về nấu rồi cái vô cái nó đút, nó ngồi nó đút cho tôi ăn, mà đút nó cái miệng bị túm lại, nó phồng lên nó túm lại, nó đút cho tôi ăn. Cái nó đói quá nó cũng múc nó ăn, cái tôi không cho. Tôi nói nó, chị bệnh, mày không có ăn chung với chị được, mày đút chị ăn được cái nào là cái của chị là riêng, còn cái nào em ăn là riêng. Cái nó nói sợ gì, nó nói vậy á, rồi nó cứ đút cho tôi một miếng, nó ăn miếng, nó đút tôi một miếng, nó ăn miếng, cứ vậy hả. Cho tới mấy tháng trời, tôi mới kêu nó, tôi nói thôi đi về đi hát cho người ta đi cưng, chứ vì cái em ở dưới này hoài, mà em ở gì chị cũng đâu có lành đâu, tới lúc nó lành là nó lành, chứ đâu phải em ở dưới này mà chị Hiền mạnh đâu. Đi về đi cưng, đi về đi hát cho người ta. Tôi năn nỉ nó dữ lắm thì nó mới chịu về, nó đi hát cho người ta. Coi đó là cái phần của Vũ Linh mà nuôi tôi ở trong nhà thương đó. Trong cái thời gian đó mấy tháng trời,
sau cái tới khi mà cho tới cái ngày tôi hết rồi thì tôi cũng chưa có đi hát được nữa, mà nó cũng vô nó cũng nói tôi hoài, chị ơi ráng đi hát lại đi, em nghe anh Minh Dương với lại chị Phượng Liên nói là chị hát còn được lắm, đi hát đi cho má vui chứ chị ở nhà má cũng rầu lắm, nó nói tôi vậy. Cái thành ra tôi nói để từ từ ra hát. Sau đó thì tôi cũng ráng tôi đi hát cho má tôi vui, thấy má tôi rầu hoài. Đi hát mà rồi nó cũng đi một đoàn, tôi đi một đoàn, hai chị em đi khác nhau nhưng nó qua nó thăm tôi hoài. Tới khi có nhiều khi tới lúc đó, sau lúc đó thì hai chị em lại mê phim Hồng Kông á, mê là La Liệt nè, với gì lúc đó chưa có Khương Đại Vệ với Địch Long đâu, La Liệt với lại Trịnh Phối Phối rồi đó, mê lắm. Mà hai chị em chưa có ai có cái máy gì hết, mỗi bữa phải đi mướn. Tôi lên trên nó, tôi ngủ với nó, tôi ngủ chung với nó với Thanh, ba chị em ngủ chung, đặng coi phim, mướn phim về rồi mướn luôn cái máy về, mướn cái tivi về luôn, để đó đặng coi, coi đã đời rồi chừng nào ngủ thì ngủ, mà đêm nào cũng coi gần tao sáng hết trơn trời. Thì thời gian cái về cái nhà của tôi á nó hư rồi, cái nó nói chị ơi sửa cái nhà lại đi chị, cái tôi mới nói với nó để dành tiền mua cái nhà đi cưng, không sửa nhà chị trước, sửa nhà chị trước đi rồi em có em mua nhà sau. Lúc đó coi như là cũng sửa đồ lại vậy, thì nó cũng đưa tiền, nó đưa tiền. Rồi tới cái cuối cùng, tới cái mà lúc mà tôi mạnh rồi đó, tôi mạnh thiệt mạnh rồi, tôi đi hát rồi á, sau tôi đi lại đoàn bên đoàn dân công nè, thì hình như ở trên đó sở văn hóa thông tin gì đó, ta cho mỗi một người mua một miếng đất là nhiêu đó, thì tôi đâu có nói với nó đâu, nhưng Thoại Miêu mới lại nói với nó, tao cho mày hay là trên này tao cho mỗi người mua miếng đất vậy, mà chị Hiền chị không có tiền, chị không có, chị không có chịu đăng ký, chị không mua. Bị Miêu nó có hỏi tôi nói thôi em ơi không có tiền không mua. Cái nó nói cái nó cho tôi, nó nói tôi chị mua đi em đưa tiền chị đăng ký chứ để thôi nửa mắt làm sao chị mua. Nói thôi tốn tiền quá em ơi, nhiều tiền quá chị không mua đâu, kệ nó, cái nhà thì xị sạch vậy ở cũng được rồi. Nói không chị phải mua. Lúc đó ban đầu người ta nói cái miếng đất đó là bao nhiêu đó, mà trả mấy lần, trả một lần thì 40 triệu. Cái nó mua cho tôi, cái trả cho người ta 40 triệu, thay vì mấy lần sau đó là trả 20 triệu, 20 triệu thì người ta lại đòi thêm một lần nữa 40 triệu. Cái nó trả thêm lần nữa 40 triệu, rồi tới cái lần thứ ba nữa ta lại đòi là 40 triệu nữa. Tôi thấy vậy tôi không dám cho nó hay, thôi tự gì tự cái miếng đất đó ban đầu thì nói có mấy chục triệu mà giờ thành ra cả trăm mấy rồi, tôi không cho nó hay để khỏi đấm là tôi tính bỏ luôn á. Cái sao mà nó hay, nó mới nói tại sao người ta kêu đóng mà chị không cho em hay. Tôi mới nói nó, tôi nói thôi đi ta lên nữa, càng ngày càng lên mắt nó lên rồi, thôi đi cưng. Cái nó nói chị sợ gì, ta lên như vậy đó sao miếng đất này của mình nó có giá trị hơn chứ sợ gì. Nó thôi nhưng mà phiền quá, thôi em ơi. Cái mà nó cũng đóng vô, thành ra miếng đất đó là 100 mấy rồi, 120 rồi ta kêu đóng nữa.
Đóng nữa tôi lần đó tôi mới nhất định là không cho nó hay, không không có để cho ai mà cho nó hay á. Tôi làm bộ tôi nói tôi đóng rồi rồi được kia nọ, ai hỏi tôi nói tôi đóng rồi, sự thật là đâu có đóng. Rồi sau này cho đến lúc sau này cái thì nó mới nói với tôi, nó nói là để đó, để em cất, em tính cất đó, dù một trệt mà em sẽ kết, em sẽ cất là hai lầu. Tôi nói chi vậy, ông chị làm gì rộng quá, ở gì có chị với lại má với lại tánh mà ở gì dữ. Nó nói rồi mai mốt rồi mấy đứa này nó lớn lên nó có chồng có vợ rồi nó ở đâu, nó ở đâu thì em cất gì đặng cho tụi nó ở luôn đó. Thì nó tính vậy đó, mà tôi nói gì nó không chịu nghe. Nó nói để em cất, em làm sao em làm, chị đừng có nói vô nữa. Nhưng rồi sau đó rồi càng ngày càng lên, càng ngày càng lên, cái chợt tới cái nó tới cái gì nữa đó thì thời gian cái nó bị trễ lại hơi lâu. Cái tôi mới nói nó, tôi nói thôi em ơi, em đừng có ngại nha. Lúc đó là hình như sao đó mà đoàn hát bị xuống dốc rồi, cái cải lương mình xuống dốc rồi. Tôi mới nói nó thôi đừng lo nữa Linh ơi, tôi sợ nó đã hứa với tôi rồi mà nó làm không được nó sẽ lo. Thành ra tôi nói em đừng có lo gì hết nha, không có lo gì hết đâu. Thì cái miếng đất đó phát mát cũng đau đi, mát cũng đau, thì tôi mới là cầm cho người ta từ từ để mà lấy cái tiền đó trị bệnh cho má tôi. Thì đó tôi mới nói nó, tôi nói thôi em đừng có ngại gì hết nha. Mà lúc đó hát lương phạm của cải lương mình cũng bị xuống dốc nữa. Rồi cái thôi, cái bỏ cái chuyện đó. Thành ra cái miếng đất đó không được cất nhà, tự gì đã cầm từ từ lo bệnh cho má tôi, rồi lo cái này cái kia cái nọ ở trong nhà nữa. Thành ra không có được, chứ sự thật là để cất nhà thì cất cũng không nổi. Lúc đó thì lương của Linh nó cũng bị xuống rồi, nó không có như ngày trước nữa. Thành ra không có hát nữa như ngày trước. Thành ra cái nhà nó không có cất, mà miếng đất đó thì tôi bán cho người ta. Chứ còn nó tính là nó cất lên đó mấy lầu cho tôi đó, tôi nghĩ là chắc có lẽ là không ai có được một người bạn, một người em như tôi đâu. Tôi rất là sung sướng. Trong khi đó thì tôi mới là cũng bỏ tiền ra, bỏ cái tiền đó lại. Tôi định mua ở trên cái chỗ Hoàng Hoa Thám gì đó, nhưng mà còn thiếu bao nhiêu đó. Thì lúc đó cái Bạch Tuyết mới bỏ ra cho tôi. Rồi thời gian sau cái tới khi mà mẹ tôi mất thì nó đang quay phim ở trên vùng Biên Hòa, thì tôi mới không cho nó hay. Thì Thoại Miêu mới gặp nó, Thoại Miêu cho hay, tao cho mày hay là má của chị Hiền mất rồi đó. Cái nó mới nói ủa sao mà chị không cho tôi hay. Cái Thoại Miêu nói tao không biết nữa, chị tính là không có cho mày hay. Cái nó nói trời, tôi nha mà bà không cho tôi hay nha, kỳ này á đưa má đi rồi tôi về nhà đó tôi quậy cho nát, chứ đừng có nói. Nó nói gì đó thì nó mới lúc đó cái nó đem tiền về nó đưa tôi, mà lúc đó 5 triệu thì lớn lắm. Cái nó đưa cho tôi 5 triệu, nó nói nè chị, tôi nói nó thì má mất thì cũng đã mất rồi, còn em lo công chuyện cho người ta thì công chuyện với người ta, chứ đừng vì cái này cái kia mà làm bê trễ công chuyện của người ta, chị không muốn vậy đâu. Thì nó đưa 5 triệu, nói nè chị ở nhà chị lo trang trải cái gì ít đó ở nhà đi, rồi còn thiếu thốn gì nữa đó thì cho em hay. Nó đưa 5 triệu mà có một cái tình đời nó thấy ngộ. Không phải là tôi so sánh, điều có một cái tôi phải nói, anh thứ tư của tôi
ảnh từ bên Mỹ ảnh về. Mẹ tôi chết, ảnh đưa tôi 100 đô mà ảnh không dám đưa thẳng cho tôi, ảnh đưa cho vợ, ảnh đưa cho tôi, mà đưa cho tôi mà chỉ lĩa lĩa ngay mặt tôi vậy. Nè nhớ nha, má mất nè, anh Tư cô đưa cho con 100 đô nè nha, để mai mốt được cô nói không có cho nha. Mà trong khi đó ảnh là anh ruột tôi mà ảnh cho 100 đô, mà Linh nó người dân, nó đưa cho tôi 5 triệu. Đó là tôi nói, là sở dĩ tôi nói là tôi nói như vậy. Mà trong khi Linh nó đưa, nó chả có nói gì, nó chỉ nói là tôi mua cái gì lặt vặt nó đi, rồi còn cái gì đó thiếu cái gì nữa thì nó về tính nữa. Linh nó không phải, không phải là nó đối xử với tôi nhiều đâu thôi đâu, còn nữa, còn tôi nhớ là nhiều lắm. Mà giờ tự gì già rồi, cái lúc nhớ lúc quên đi, ra nhớ chỗ nào thì kể cho quý vị nghe chỗ đó. Nhưng mà trong tâm tôi bao giờ cũng vậy, Vũ Linh như là ruột thịt của tôi. Còn bạn của tôi thì quý vị đã biết rồi. Trong cuộc đời tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng, có một người em và có một người bạn rất là chân tình, rất là thương tôi. Cho nên trong tôi, Vũ Linh lúc nào cũng vậy, như là một đứa em ruột thịt của tôi. Mà tôi biết ở trong Vũ Linh cũng vậy, dù hai chị em không gặp nhau nhiều, tôi cũng biết là ngày nay bây giờ tôi với Vũ Linh ai cũng lớn tuổi hết rồi. Vũ Linh nó lớn theo cái tuổi của nó, còn tôi già theo cái tuổi của tôi. Ra hai chị em khó bề gặp nhau, chứ còn nếu gặp với nhau thì không biết nói chuyện, không biết làm sao mà cho hết. Mới hôm trước đó đi, bữa mà tôi qua tôi gặp nó, tôi thăm nó đó, mà rồi tội nghiệp, nó ca lại cho tôi nghe mấy câu ở trong cái tuồng Người Nhện Xám, trong khi tôi không còn nhớ một chữ nữa. Mà hai câu ba câu giọng cổ gì của tôi nó nhớ không sót một chữ, nó ngồi nó ca y nguyên gì cho tôi với Hồng Nhung đồ nghe. Là tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Là vì hay cái gì đó, cái tánh gì mà lạ của tôi là Vũ Linh nó là nhớ hết trơn hết rồi. Tới đây rồi.